Bây giờ thì mình sẽ minh họa omega 3 cho cả nhà cùng xem. Bên này là một loại omega 3 ngoài thị trường, còn bên này là omega của Nutrilite. Bây giờ mình sẽ lấy mỗi bên một viên. Đây là hai ngọn nến nhé, mình sẽ châm. Bên omega 3 thường thì cả nhà có thể nhìn thấy là đã ra màu đen và rất là khói và cảm thấy rất là khét rồi cả nhà. Còn omega 3 của Nutrilite thì trong vắt và có cái mùi dầu cá rất là thơm. Bên kia khét quá. Bay sọc vào mũi khét như đốt. Đốt vải. Khét mù luôn.